You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Oh. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you lift your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe. You don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful, oh, oh. That's what makes you beautiful. So good, come on, you got it wrong. To prove I'm right, I put it in a song. I don't know why you're being shy. And to the way when I look into your eyes. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Oh. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you lift your head gets me. You flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're beautiful. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard. Mình có tham gia một vài hoạt động ngoại khóa của trường và người ta gọi là team building, mình cảm thấy rất thú vị và nhà trường tổ chức cho chúng mình rất nhiều hoạt động ngoại khóa, có rất nhiều trò chơi vui nhộn và rất hấp dẫn. Thì bản thân mình cảm thấy rất vui khi được tham gia các hoạt động này và cảm thấy thêm phần tự hào khi được bước chân vào ngôi trường nào FPT. Sau buổi tối hôm qua thì em cảm thấy đó là một buổi tối rất là vui, náo nhiệt, cảm thấy mình được thư giãn trước những buổi học sắp tới.
Hôm nay mình vừa đến tham quan FPT Software. Mình cảm thấy môi trường này rất là tuyệt vời. Nó có đầy đủ tất cả tiện nghi. Mình cảm thấy yêu môi trường này, mong muốn là sẽ được đến lại môi trường này và sẽ được làm việc ở đây. Hôm nay em được đến với em được nhận thấy đây là một môi trường làm việc rất là hiện đại, năng động và thực sự là đầy là sáng tạo, là tiện nghi cũng như là mọi trang thiết bị rất là đầy đủ và đầy hứa hẹn cho những sinh viên đang học tập tại FPT của em. Và em hy vọng rằng là sau những năm trải nghiệm và sinh viên FPT thì em sẽ có cơ hội được apply cũng như là được làm việc tại môi trường FPT.